Em Dung Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2023, tức là ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch. Thì em cũng xin là kính chúc cho toàn thể các bác xem được cái video này có một tháng mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và thật bình an và thuận lợi trên mọi công việc. Và hôm nay thì em xin làm cái video để giới thiệu đến các bác hai chiếc đầu MD giải mã 24 bit, một là của Tascam, con thứ ở trên là của Sony. Để vào phần chi tiết video này thì hôm nay em vẫn làm cái đoán hai số cuối của tờ tiền 10.000, thì các bác sẽ bình luận cho em hai số cuối của tờ tiền 10.000 vào video này. Thứ hai, cho em xin nút like video, và thứ ba, nếu các bác chưa đăng ký kênh thì cho em xin nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 11 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần, bên em sẽ lên sóng những sản phẩm giải mã về DAC và những bộ dàn mini cao cấp. Và phần quà ngày hôm nay là một chiếc dây USB để cho các bác kết nối từ máy tính PC vào DAC, là một dây của thương hiệu SEC. Dây này thì là nó là dài 70 cm các bác nhé, và dây này đầu rắc của nó mạ vàng mới tinh này. Đấy, thì các bác sẽ bình luận cho em vào video này, và các bác nào mà đoán trúng thì em sẽ trả lời bình luận là chúc mừng bác đã đoán trúng, bác liên hệ em để nhận quà. Thì hôm nay thì em cũng xin giới thiệu đến các bác là hai chiếc đầu MD của thương hiệu đến từ Nhật, đó là Tascam và Sony. Con ở dưới thì là Tascam MD301 MK2 mắc đôi ạ. Con này thì bản thân nó là một con của phòng thu, nó có hai cái tai bắt vào cái tủ rách đây. Đấy, rất đẹp các bác nhé, con này thì rất chi là đẹp ạ. Đấy, còn các bác về nhà các bác mà không thích thì bác bỏ cái hai cái tai sắt, cho bác chỉ tháo hai con ốc này thôi, bốn con ốc này ra thôi là xong. Đấy, và con ở trên thì là con Sony MDS-S50. Rất chi là đẹp. Hai con này thì đều là hai con giải mã 24 bit ạ. Và em sẽ quay chi tiết cái cổng thông số đằng sau. Thì hai con này thì dây nguồn đều là dây nguồn zin về đi theo máy các bác nhé. Con Tascam MD301 MK2 thì sử dụng điện 100V 50/60Hz 13W, máy được lắp ráp tại China và số series của nó là 0340116. Còn S50 thì điện 100V 9W 50/60Hz. Số series của nó là 207450, máy made in Japan. Và con A301 MK2 này thì nó ở đằng bên trong máy nó có một cái cổng chuyển đổi các bác nhé. Cổng chuyển đổi các bác có thể cắm sang được 220V. Đấy, hoặc 120V hoặc 230V. Đấy, thì bác nào mà mua thì thích chuyển thì em sẽ chuyển, còn không thì em cứ để nguyên bản là 100V từ nhà sản xuất, bởi vì cái hàng này hàng 100V là từ bên Nhật về. Đấy, và cổng ra vào của hai con này thì con Tascam MD301 MK2 thì nó có thêm cái đường ba lăng in out, đường XRN đấy ạ. Đấy, ba lăng đây, ba lăng in out, đây là đường out, đây là đường in, và có cả đường AV rắc hoa sen, đây là đường input và đây là đường output. Và quang thì có cả một quang từ TV vào đây, quang optica số 1 và đường quang out. Đấy, một đường quang ra nữa. Và đằng trước máy con A301 MK2 thì nó có cả một đường quang số 2 nữa, hai đường quang. Thế nên là cái cổng input selector nó chọn đường vào đấy, digital 1, digital 2 và đường analog, ba đường vào. Đấy. Còn con Sony MDS-S50 này thì con này gồm có hai đường quang vào, quang số 1 và quang số 2, và một đường quang ra. Và một rắc hoa sen vào, rắc hoa sen ra, gọi là đường analog out đấy ạ. Đó. Về cái mặt máy tổng thể thì con Tascam nếu mà tính cả tai thì nó sẽ tầm là 46 hay 47 gì đấy, để em lấy thước em đo. Đây, em sẽ đo cả tai này. Nếu mà tính cả tai thì nó là 48,5. Còn nếu mà tính cái bên trong máy này, bỏ cái hai cái tai đi thì nó chỉ còn có 43,5 thôi các bác nhá. Và chiều cao của con này thì là chiều cao cả chân thì là 9,5. Và chiều sâu của con 350 này thì nếu mà tính cả núm thì nó tầm 31. Đấy. Còn chiều ngang của con S50 thì nó là 28 cm. Đấy, chuẩn 28 này. Đấy. Và chiều sâu thì nó là 27, 26,5, 27 đi. Và chiều cao cả chân là 8. Đấy, em thì đo kích thước cho các bác để
cái tủ kệ nhà các bác nếu mà nó vừa con nào thì các bác có thể chơi con đấy. Còn hai con này thì cái ổ MD của nó thì đều là thu phát ghi xóa cực kỳ tốt và là giải mã không cần đĩa mồi, giải mã chuẩn 24 bit. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ cắm điện và em sẽ test cho các bác bản âm thanh từ đường quang ở tivi của cả hai con. Và hai con này thì em cũng đã có ảnh ruột gan chi tiết rồi. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ thẳng với em 0966723489 và cũng là số Zalo của em để em gửi ảnh cho các bác xem. Còn đây là em sẽ quay qua con S50 cho các bác xem này. Và con S50 này thì nó là cái dòng cao nhất của model S nhé. Thì S50 nó có rất nhiều model sau đó như là S30, S35, S37, S38, S39, S40. Thì con S50 là cái model cao nhất và cũng là model hết số của dòng S của MD. Thế nên nó cho cái âm thanh của con này nó cực kỳ chi tiết và sạch sẽ. Đấy. Tiếng rất dày dặn và chi tiết các bác nhé. Đấy thì bây giờ em sẽ cắm dây vào em sẽ test cho các bác ạ. Vâng, và em cũng đã quay đằng sau cho bác này. Em quay đằng sau đây là cắm đường quang từ vi vào này, AV Ramni. Và điện thì em vẫn cắm là điện 100V đúng theo từ nhà sản xuất. Đấy. Thì bây giờ thì em sẽ bật lên. Thì con này thì nó là giải mã không cần đĩa mồi. Thì nó đang hiện chữ no disc đây. Cái màn hình hiển thị của nó là hình hổ phách nhá, nhìn rất đẹp nhá. Và các bác sẽ ấn nút decode đây là để giải mã này. Và em sẽ bật tivi lên ạ. Bây giờ em sẽ đút chiếc đĩa MD và em sẽ test ghi test phát cho các bác này. Thì em sẽ đút theo chiều mũi tên đây ạ. Đấy. Thì em sẽ test ghi và chạy lại đĩa. Vì con này mắt của nó là mắt 260A, mắt phổ thông dễ thay thế các bác ạ. Đây nó đã hiện bờ đính là đĩa trắng này. Em bấm nút là record vào line. Thank you.
Thì khi các bác không ghi, các bác ấn nút vuông, nút stop cho em và cho đĩa ra. Đấy. Còn nút play, nút tam giác này, nút ZD là pause xe, là tạm dừng này. Đấy, em sẽ nút lại để kiểm tra này. Đấy, em ấn play này. Thì bây giờ em thu và phát đĩa là ok. Bây giờ em xóa đĩa này. Đấy. Các bạn ấn edit trên đầu cho em hai lần, xong ấn phim thêm vi nữa. Trên màn hình nó hiện chữ edit disk này. Enter này. Và nó hiện chữ blank disk là đĩa trắng này, cho đĩa ra. Đấy, rất đơn giản thôi ạ. Rồi. Thì bây giờ em sẽ test con ở trên, con Sony S50 này, thì em sẽ chuyển dây qua với dây AV lên con trên nhé. Vâng, thì bây giờ em sẽ bật nguồn lên ạ. Và em sẽ bấm phím REC nhé. Là dãy REC là dãy mã. Này, chỉnh được con này thì chỉnh được volume các bác nhé. Đấy, thì phần là giải mã không cần đĩa mồi thì em cũng đã test ok nhá. Về tiếng của hai con này thì cái chất âm của con S50 và con Tascam thì hai con này tiếng nó cực kỳ chi tiết và sáng tiếng các bác nhé. Đấy. Và bây giờ em sẽ đút đĩa MD vào, em sẽ test phần ghi đĩa này. Hai con này thì đều sử dụng cái mắt MD là mắt KMS260A, mắt phổ thông dễ thay thế và rất bền bỉ. Các bác về các bác ghi xóa thoải mái luôn cho em. Đấy. Ấn phím em ấn sẽ bấm phím REC và bấm phím play là bắt đầu ghi REC. Đây đang ghi dây bác này. Thank you.
Đấy, không ghi nữa, em ấn nút top này, xong cho đĩa ra này. Để nó lưu cái đoạn nhạc vừa giờ ghi từ TV vào đĩa. Rồi em sẽ đút lại để kiểm tra. Đấy, em sẽ bấm play. Đấy thì chức năng ghi và xóa, à ghi và phát lại là ok. Bây giờ em mà xóa này, các bác ấn nút menu trên nâu cho. Xong các bác xoay cái núm này. Đấy, ra phần on red này, xong ấn yes hai lần cho. Đấy, khi nó hiện chữ bờ này đích là đĩa trắng, các bác lại cho đĩa ra cho em. Đấy, rất đơn giản thôi ạ. Đấy. Không thì lúc nào giải mã các bác bỏ đĩa ra ngoài, ấn nút cách là xong rồi. Đấy, ấn phím này để mình chuyển sang đèn tia này. Thì hai chiếc này thì em cũng đã quay video và test cho các bác cực kỳ ok nhá. Thì em sẽ báo giá này, thì con Tascam MD301 MK2 thì em bán là 3 triệu 700 nghìn đồng. Còn con Sony S50 thì em bán là 3 triệu 100 nghìn đồng. Đấy, thì hai con này bên em đều tặng cho các bác một đĩa MD, một dây quang và một dây AV, và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng một đổi một. Và ngày hôm nay mùng 1 âm lịch thì các bác mà mua hai con này thì alo đến số duy nhất bên em là 0966723489 thì em vẫn có cái giá tốt nhất để cho các bác chơi. Và một lần nữa thì em cũng xin là cảm ơn các bác suốt thời gian qua luôn ủng hộ hàng hóa bên em, và em Dũng xin chân thành cảm ơn các bác ạ.